rồi lấy kìm xoáy nó vào, xong rồi lấy kìm xoáy sơ ra. Xoáy mỗi cái nửa vòng cũng được, xoáy khoảng 4 cái, còn 6 cái, còn 2 cái mình xoay sơ cũng được. Rồi hạ. Để chậm chậm một chút, để chậm chậm một chút. Xuống lại nào.